Xin trân trọng kính chào toàn thể thành viên họ Mai Việt Nam, kính chào toàn thể quý khách mời có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Ngày 10 và ngày 11 tháng 4 năm 2022, tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là thành viên họ Mai Việt Nam trên cả nước, cùng hơn 30 đại biểu khách mời. Đứng đầu là ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam và 54 ủy viên ban chấp hành. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu họ Mai lần thứ nhất, câu lạc bộ doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai Việt Nam cũng được thành lập cùng ngày và đã bầu ông Mai Xuân Thắng làm chủ tịch câu lạc bộ. Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Hội đồng họ Mai Việt Nam, ngày 8 tháng 5 năm 2022, Hội đồng họ Mai miền Nam ra đời. Trong đó đứng đầu là ông Mai Quốc Bình, giữ chức chủ tịch và 17 ủy viên Ban chấp hành Hội đồng họ Mai miền Nam. Thể theo nguyện vọng và kế hoạch của Hội đồng họ Mai miền Nam. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, Ban liên lạc họ Mai thành phố Hồ Chí Minh, lâm thời, được thành lập, với trưởng ban là ông Mai Xuân Thọ cùng 8 ủy viên ban liên lạc. Trong khuôn khổ Ban liên lạc họ Mai thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2022, Ban kết nối doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh ra đời, do ông Mai Đình Kim làm chủ tịch cùng với 4 phó chủ tịch Ban kết nối. Sau nhiều hoạt động và 2 kỳ họp thường niên, đến ngày 11 tháng 8 năm 2023, Hội doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh được ra đời, ban đầu gồm 5 thành viên, trong đó ông Mai Đình Kim làm chủ tịch, ông Mai Xuân Quang, ông Mai Minh Tuấn, ông Mai Thanh Quang, bà Mai Ngọc Hân làm phó chủ tịch, cùng với 8 ủy viên trực thuộc. Tiếp tục phát huy chương trình kết nối doanh nhân, doanh nghiệp và sự phát triển của Hội doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 10 năm 2023, dưới sự kết hợp và đồng tình của nhiều doanh nhân họ Mai tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Mai và những người bạn được ra đời, viết tắt là Mai Friend. Trong đó hội đồng sáng lập bao gồm ông Mai Đình Kim, ông Mai Minh Tuấn, ông Mai Thanh Quang, ông Mai Văn Thắng, ông Mai Xuân Quang và ông Mai Ngọc Huy. Hội nghị đã thống nhất bầu hội đồng quản trị gồm ông Mai Đình Kim, chủ tịch và 2 phó chủ tịch là ông Mai Minh Tuấn và ông Mai Xuân Quang. Theo đó, ban điều hành đã bầu chọn ông Mai Minh Tuấn giữ cương vị tổng giám đốc cùng với 6 phó tổng giám đốc tương ứng với 6 lĩnh vực kinh tế chuyên môn. Và hôm nay, sự kết tinh ấy đã được hiện thực. Ngày 13 tháng 10 năm 2023 đã đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với Hội doanh nhân, doanh nghiệp họ Mai thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu và định hướng sắp tới, công ty cổ phần Mai và những người bạn sẽ không ngừng phát triển vươn cao, vươn xa và thu hút nhiều hơn nữa những doanh nhân, doanh nghiệp là người họ Mai tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng và phát triển cộng đồng Mai Friend ngày càng thiết thực ý nghĩa, mang lại hiệu quả và giá trị để xây dựng cộng đồng họ Mai ngày càng gắn kết, phát triển và giàu mạnh. Slogan: Mai Friend, đoàn kết, tri thức, phát triển, hướng về cội nguồn. Biên tập tư liệu và dàn dựng: Mai Trường Sơn.